chồng sát hại vợ. Mọi người mau dẹp ra cả đi, để cảnh sát và các bác sĩ làm việc. Có vẻ như là vợ ông Sam ở cửa hàng tạp hóa xảy ra chuyện rồi. Ôi trời ơi, tôi nghe thấy có tiếng súng. Tình hình bà ấy chắc đang nguy kịch lắm rồi á, không biết sống chết ra làm sao nữa. Làm ơn, hãy cho tôi đi cùng xe cứu thương. Vợ tôi, bà ấy, làm ơn đi. Hiện bà nhà đã được các bác sĩ đưa đi. Ông là người duy nhất có mặt ở hiện trường, xin hãy hợp tác cùng chúng tôi đi. Ngay sau đó tôi có thể đến bệnh viện chứ? Tất nhiên rồi, tôi biết ông đang rất rối loạn, nhưng hãy bình tĩnh tường trình lại tất cả những gì mà ông được chứng kiến đi. Sáng nay khi cửa hàng vừa mở cửa thì đột nhiên một tên cướp cầm súng xông vào, bắt tôi đưa toàn bộ tiền bạc cho hắn. Lúc đó vợ tôi vừa từ bên ngoài đi về, tên cướp chĩa súng bắn ngay bà ấy rồi bỏ chạy. Ông có nhớ được hình dáng và cách ăn mặc của tên cướp không? Tên cướp khoảng 40 tuổi, người cao gầy, đôi mắt trái có một vết sẹo nhỏ kéo dài đến tận tai. Trên trán có một nốt ruồi, tóc đen bóng, mũi rất to. Nếu gặp lại nó ở bất kỳ đâu, tôi cũng nhận ra ngay. Ông còn nhớ tên cướp mặc quần áo gì không? Nó mặc quần màu nước chè, áo da cũng màu nước chè luôn. Phải rồi, trên mu bàn tay cầm súng của nó còn xăm một con rắn quấn quanh trái tim. Được rồi, cảm ơn ông đã hợp tác. Giờ ông có thể đến bệnh viện rồi. Mô tả của ông rất tỉ mỉ, nên chúng tôi sẽ vẽ lại chân dung tên cướp để phát lệnh truy nã. Tôi và nhà ông Sam là hàng xóm với nhau đã nhiều năm. Nói thật lòng, tôi không ưa vợ của ông ấy. Bà ấy là người đáo để, có tiếng ở khu này. Ông Sam lại là người thật thà, tốt bụng, nên thường bị bà vợ bắt nạt, ức hiếp. Đôi khi bà ấy còn đánh cả ông lão nữa. Thế con họ không ra cản sao? Có đứa con nào đâu mà cản. Không, mấy năm trước nhận nuôi một bé gái. Mới đầu vợ ông Sam rất yêu đứa con nuôi, nhưng sau đó phát hiện nó có vấn đề thiểu năng trí tuệ bẩm sinh. Mà ông Sam lại là người dắt con bé về, rồi bà vợ sinh nghi, rồi bắt đầu đối xử tệ bạc với nó. Bà ấy đánh đứa trẻ rất tàn nhẫn rồi nha. Hai vợ chồng từ đó cũng thường xuyên cãi nhau luôn. Được rồi, rất cảm ơn sự hợp tác của chị. Sự việc này thực sự có ẩn tình đây. Thưa anh, bức vẽ chân dung tên cướp theo mô tả chi tiết của ông lão đã được hoàn thành rồi. Đã có tin tức gì từ phía bệnh viện chưa? Người phụ nữ đó sao rồi? Dạ thưa anh, mạng sống đã được cứu, nhưng bà ấy vẫn còn hôn mê sâu. Mà dù tình hình có thế nào, tên cướp đó vẫn là kẻ mưu sát. Chúng ta sẽ phát lệnh truy nã ngay bây giờ chứ ạ? Không, trước hết hãy triệu tập chồng của nạn nhân, ông Sam Smith, đến đồn dưới diện tình nghi đi. Dạ thưa anh. Ôi trời ơi, ông ấy là người hiền lành như cục đất vậy, sao có thể là nghi phạm hãm hại vợ mình được chứ? Tôi không hiểu sao các anh lại bắt tôi dưới diện tình nghi. Các anh nghi ngờ tôi đã hãm hại vợ mình ư? Thật sự thì tôi cũng không nghi ngờ gì ông, nhưng do ông miêu tả tình cướp quá tỉ mỉ, chi tiết, điều này không đúng với lẽ thường. Bởi vì nói chung người ở trong tình cảnh lúc đó đều rất sợ hãi, không thể tập trung tư tưởng để ghi nhớ. Bây giờ mời ông theo tôi đến phòng hỏi cung. Vết sẹo của tên cướp nằm ở đuôi mắt nào? Bên trái. Hình xăm ở tay nào? Tay cầm súng. Mình tưởng trong lúc hỏi dồn dập sẽ khiến ông ta trả lời trước sau bất nhất so với lời khai hôm trước, nhưng ông ấy nói như cháo chảy vậy, không sai một chữ. Chuyện này... Đấy, tôi đã nói mà, nhất định là cảnh sát đã nghi ngờ nhầm lẫn. Ông lão hiền lành như vậy sao có thể... Xin thứ lỗi, đúng là tôi đã nhầm khi tình nghi ông. Tối hôm qua chúng tôi đã bắt được hung thủ giết vợ ông rồi. Hả? Thật sao? Các ông đã bắt được hung thủ đã giết vợ tôi ư? Đúng như vậy, tuy rằng hung thủ vẫn chưa nhận tội, nhưng chúng tôi khẳng định chính là hắn. Xin mời ông đến đồn giúp chúng tôi nhận diện hắn. Hả?
đó nói mình là công nhân kiến trúc, gà trống nuôi 5 con do vợ anh ta vừa mất. Đứa lớn nhất 13 tuổi, đứa nhỏ nhất mới 1 tuổi. Ông nhìn kỹ chưa? Hắn có phải là tên cướp đã giết vợ ông không? Không, không phải anh ta. Đúng là rất giống với tên cướp đã giết vợ tôi, nhưng hình như không phải anh ta. Hàng xóm của ông đều nói ông là người hiền lành, tốt bụng, nhưng sự việc này không thể mềm lòng. Hình dáng của anh ta đúng như ông đã miêu tả, nhất là trên mu bàn tay có hình xăm con rắn quấn quanh trái tim. Trên đời này không có sự trùng hợp khéo như thế đâu. Ông đừng nên thương hại, vì anh ta có 5 đứa con. Kẻ hung ác dù thế nào cũng phải đền tội. Chỉ cần ông nhận đúng anh ta là hung thủ, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh bắt anh ta phải khai ra sự thật và đưa anh ta lên ghế điện. Tôi không, ông đồng trưởng, anh ta không có tội. Là tôi, chính tôi đã hại vợ tôi, chính tôi đã dựng ra vụ cướp. Nghi phạm xin chào cảnh sát. Chắc ông lão nghĩ rằng việc bịa ra hình dáng tên cướp như vậy thì cảnh sát sẽ không bao giờ tìm được thủ phạm. Nhưng không ngờ lại gặp phải người cao tay như cảnh sát trưởng, sắp đặt hẳn một nghi phạm luôn. Ông ấy đã nhận hết tội rồi, vì không thể để cho đứa con nuôi bị bà vợ độc ác hành hạ, nên ông đã dựng ra vụ cướp để khống chế bà ta. Dù việc nổ súng không nằm trong kịch bản, nhưng ông ấy cũng khó tránh được tội danh. Ông lão đã nhận tội rồi, mà sao anh lại buồn như vậy? Nếu ông ấy không tự thú thì anh trong vai người công nhân kiến trúc đáng thương sẽ bị oan uổng. Dù ông ấy đã nhận tội, nhưng trong lòng tôi lại không nhẹ nhõm chút nào. Trước đây chúng ta đều lợi dụng tâm lý tham lam, báo thù và sợ hãi để bắt tội phạm, nhưng lần này là lợi dụng vào sự lương thiện và lòng trắc ẩn của người ta. Ông ấy là một người tốt. Giá như... Ngoại tình với vợ. Cuối tuần này bố không phải quay phim, các con muốn đi chơi đâu không nào? Yeah, ba đưa chúng con đi chơi công viên nha. Yeah, yeah, ba đưa chúng con đi chơi công viên nha. Vậy thì đi công viên Disney nha. Nhất trí. Adele, anh định nhắc tới chuyện chia tay của chúng ta đúng không? Anh cũng không muốn mọi thứ đi đến bước này đâu. Chúng ta đều là người của công chúng. Tình yêu 10 năm qua của anh và em từng là hình mẫu lý tưởng. Anh đã nghĩ tới hậu quả chưa? Anh nghĩ đời quá ngắn ngủi để sống cho người khác. Chuyện tình cảm cần rạch rồi. Nếu tiếp tục yêu anh, em sẽ là người chịu thiệt thòi thôi. Chia tay tình cũ 10 năm, tài tử Aiden đến với nữ người mẫu nóng bỏng Jessica. Trời đất ơi, anh ta đã bỏ Adele, người đã sinh ra 2 con cho anh ta hả? Đúng là kẻ bội bạc mà. Vào ngày hôm qua, tài tử Aiden đã làm đám cưới lãng mạn với Jessica, điều mà anh chưa từng dành cho người tình cũ Adele. Mẹ ơi, sao ba lại đóng vai chú rể vậy? Ba có tới đây nữa không? Alo, tôi Adele nghe đây. Dạ, chào chị. Chúng tôi là đại diện báo chuyện của sao. Được biết hôm nay đám cưới của Aiden và Jessica đã diễn ra. Chúng tôi muốn phỏng vấn cảm nghĩ của chị được không ạ? Xin lỗi, tôi không có gì để bình luận hết. Aiden và tôi đã chia tay trong văn minh. Tôi chúc cho anh ấy hạnh phúc. Nữ chính trong bom tấn Cánh rừng sâu thẳm được chọn mặc gửi vàng cho người mẫu Jessica. Hậu đám cưới với tài tử Aiden, Jessica trúng đậm quảng cáo và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng. Anh Aiden gọi điện cho chị Jessica. Bảo với anh ta là tôi không về được. Jessica, hôm nay em đi đâu với ai? Sao anh chưa từng biết mặt anh ta chứ? Anh theo dõi tôi đó à? Mối quan hệ đối tác riêng của tôi, anh không cần biết. Anh đánh tôi hả? Jessica, em có sao không? Anh đâu có làm gì đâu. Sau khi kết hôn, cô ấy thay đổi chóng mặt luôn. Aiden, đây là video Jessica tố cáo anh bạo hành cô ấy ở trên mạng xã hội nè. Nhưng tôi đâu có bạo hành cô ấy. Chứng cứ đâu ra vậy?
là tên đàn ông bạo lực. Anh ta đã đánh tôi. Nè, hãy nhìn các vết bầm tím này đi. Anh ta đã đánh một người phụ nữ yếu đuối như tôi. Tôi muốn ly dị. Hóa ra hình ảnh đẹp đẽ của Aiden trên phim chỉ là giả tạo thôi. Hắn ta bỏ Adele để chạy theo cô gái trẻ trung hơn, chứng tỏ chẳng tử tế gì. Cô ta là một kẻ dối trá. Mình sẽ thuê luật sư. Aiden, thực ra Jessica được khán giả bênh vực hơn, bởi vì anh đã rời bỏ Adele. Ngay giây phút ấy, họ đã không tin anh nữa rồi. Aiden, vai chính của cậu trong bom tấn Cuộc Chiến Vũ Trụ đã bị hủy bỏ rồi. Tại sao chứ? Chúng ta đã ký hợp đồng quay phần tiếp theo rồi mà. Nhà sản xuất Chris. Scandal bạo hành của vợ Jessica của cậu đã hủy hoại danh tiếng của cậu gầy dựng từ trước tới nay. Nếu chúng tôi tiếp tục chọn cậu quay phim, khán giả sẽ tiếp tục ném đá và phim ta sẽ lỗ nặng thôi. Sau vụ kiện cáo ồn ào, Aiden phải đền bù cho Jessica một số tiền khổng lồ cùng khoản trợ cấp ly hôn không nhỏ. Mẹ ơi, khi nào ba tới, con sẽ rủ ba chơi bóng chày. Ba sẽ rất thích đó con yêu à. Sao chứ? Adele đăng đàn trên thời báo chuyện của sao ư? Cô ấy nói gì về tôi? Cô ấy hả hê lắm đúng không? Diễn viên Adele. Những người hâm mộ thân quý của chúng tôi, Aiden là một người lương thiện được mọi người yêu mến. Những gì Jessica nói về anh ấy, tôi tin rằng chỉ là vu khống và bịa đặt. Tuy rằng chúng tôi đã chia tay, nhưng gia đình tôi luôn tin tưởng Aiden. Anh ấy cũng là một người đàn ông tử tế và là người cha giàu trách nhiệm, cùng tình thương vô bờ dành cho các con. Nhất định lời của Adele có sức nặng. Không ai nghĩ một người đã bị bỏ rơi lại có thể cao thượng đến vậy. Thật sự tôi có lỗi với Adele. Jeremy, hãy cho người theo dõi Jessica, xem cô ta có động tĩnh gì không. Trong đây là toàn bộ file ghi hình, quay lén và ghi âm lời Jessica nói với tình nhân của cô ta nè. Jessica, chỉ bằng một chiêu em đã hạ gục được Aiden ngon lành rồi. Bằng những vết bầm tím giả trên tay của em, anh ta sẽ không bao giờ ngóc đầu lên nổi đâu. Khi đó, một nửa gia sản kết xù của Aiden sẽ là của em và là của anh á. Jessica đúng là rắn độc. Hãy gửi những bằng chứng này lên tòa án để cô ta phải trả giá đi. Adele, anh chẳng còn mặt mũi nào để gặp em. Cảm ơn em vì đã bênh vực anh. Chúng ta chia tay nhau vì hết yêu. Nhưng khi anh bị hạ bệ bởi những lời vu khống nhằm trục lợi, em không thể ngồi yên để người ta xuyên tạc sự thật được. Em không muốn các con của chúng mình bị tổn thương. Adele, anh mong em sớm tìm được người đàn ông xứng đáng để cùng em sẽ chia phần đời còn lại. Cuộc chạy trốn không thành. Thuở xưa, ở vương quốc nọ, có nàng công chúa Loisa xinh đẹp lại thông minh, cá tính. Suy nghĩ của nàng luôn khác xa những nàng công chúa khác. Một ngày nọ, một vương quốc nhỏ bé muốn cầu thân với vương quốc hùng mạnh của nàng với hy vọng có thể thiết lập mối giao hảo bằng việc cầu thân. Vua cha đã quyết định để Loisa kết hôn với vị hoàng tử của đất nước xa xôi ấy. Không được, ta không thể để vua cha an bài cuộc đời của ta như vậy. Bằng mọi cách ta phải thoát khỏi hôn sự này. Em sẽ giúp ta trốn đi chứ. Công chúa, hôn sự này dẫu sao vẫn môn đăng hậu đối. Tại sao người lại muốn trốn đi? Ta không muốn cả đời sống bên cạnh một người ta không yêu. Nếu có thể đổi cuộc sống vinh hoa phú quý này lấy một tình yêu đích thực thì ta cũng bằng lòng. Công chúa, nếu người đã muốn trốn chạy khỏi hôn sự này đến vậy thì em xin đi thay cho người. À, đúng rồi, ở cái đất nước hẻo lánh xa xôi này, chẳng ai biết công chúa Loisa trông như thế nào. Đám tùy tùng đi theo chúng ta thì cũng chỉ cần chút vàng bạc châu báu là có thể khiến họ im lặng rồi. Nhưng mà em chịu giúp cho ta sao? Chuyện nhỏ này có lại gì với tấm ân tình của công chúa đã dành cho em bấy lâu nay chứ? Công chúa ơi là công chúa, chỉ có cô ngây thơ mới từ bỏ cái vương miện danh giá của mình thôi. Nếu chuyện hoán đổi này lộ ra, em sợ cái mạng của em khó lòng giữ được. Vì vậy, em khẩn cầu công chúa, hãy hứa là không bao giờ nói chuyện này với ai biết. Xin người đó. Ta hứa với em, ta sẽ không kể chuyện này với bất kỳ ai. Nếu trái lời, trời cao sẽ tùy ý trừng phạt ta.
Đúng theo kế hoạch, Louisa và cô hầu gái hoán đổi cho nhau trót lọt mà không bị bất kỳ một ai phát hiện. Mình sẽ theo hầu em ấy một thời gian, đợi đến ngày hôn lễ diễn ra, nhưng lúc đông người, mình lén ra khỏi đây, sau này có thể sống cuộc đời mà mình mong ước rồi. Các người ra ngoài hết đi, còn em, ở lại đây. Dạ, thưa công chúa. Ôi, ta đã đứng cả ngày nay, mỏi nhừ hai chân rồi. Ngươi, đứng dậy, từ hành xử đến xưng hô, đều không thể tùy tiện như vậy được. Ngươi phải luôn nhớ, ta là công chúa, còn ngươi chỉ là kẻ hầu người hạ thôi. Vâng, thưa công chúa. Tuy ngươi đã hứa không kể với ai bí mật này, nhưng mọi việc có thể vì sự thiếu thận trọng của ngươi công mà bại lộ. Công chúa, nàng đang làm gì thế? Công chúa, ta có món quà đặc biệt rất muốn mang đến cho nàng. Sao người lại vội vã quá vậy? Chắc hẳn món quà này rất là đặc biệt. Wow, thật là đẹp quá à. Nàng hãy ngồi xuống đi, ta giúp nàng đi giày. Không được, cỡ chân của mình lớn hơn của Louisa rất nhiều. Thôi, không đâu, em... Tại sao chân nàng lại thô ráp như vậy? Nàng quả là một công chúa đặc biệt. Có lẽ nàng đã đi đến rất nhiều nơi, tự mình khám phá rất nhiều điều thú vị. Mọi thứ đã in dấu trên đôi chân xinh xắn của nàng. Có lẽ hoàng tử đã yêu em ấy mất rồi, nên đến những khuyết điểm trong mắt chàng cũng trở nên xinh đẹp. Đôi giày chết tiệt này, sao lại chật thế không biết. Được rồi, để có thể đeo vương miện và đi trên thảm đỏ thì sự đau đớn này có là gì? Hoàng tử thật là chu đáo, chàng luôn quan tâm em muốn gì, thích gì. Thật sự khiến em không còn thấy xa lạ ở chốn này nữa. Có lẽ nàng không còn nhớ, nhưng trước kia, khi còn rất nhỏ, chúng ta đã từng gặp nhau trên cầu Luna. Ta đã hứa sau này sẽ bảo vệ nàng. Cuối cùng thì mong ước đó cũng thành hiện thực rồi. Trời ơi, thì ra cậu bé năm xưa chính là hoàng tử sao? À, vết thương trên cổ tay của nàng giờ nó còn không? Mà nàng còn nhớ người đã làm nàng bị thương chứ? Là vết thương trên cổ tay phải, thưa công chúa. Đúng vậy. Sao ta có thể quên cái kẻ hỗn xược ấy, dám làm ta bị thương? May sao vết thương này đã lành lặn. Nếu không, ta sẽ nói với phụ hoàng trừng phạt hắn ta thật nặng. Công chúa, thật ra mọi chuyện không phải là như vậy. Thật ra những chuyện không vui như vậy em vốn không có để bụng đâu. Giờ không sao thì tốt rồi. Nàng quả là cô gái giàu lòng vị tha. Em ấy không biết chính hoàng tử là người gây ra vết thương ấy trong lúc vô ý. Không biết những lời nói vừa rồi có khiến hoàng tử buồn lòng không? Không ngờ hoàng tử và Louisa đã từng gặp nhau thổi nhỏ. Cô ta còn ở đây ngày nào thì ta còn phải thấp thỏm ngày ấy. Vả lại cũng không thể tin vào lời cô ta được nữa. Cứ như vậy, sự ghen tức và nỗi sợ hãi trong công chúa giả ngày một lớn hơn. Nàng ta quyết định phải diệt trừ mối họa này để tránh hậu họa về sau. Hãy bắt ả ta giam lại, chính cô ta đã âm mưu sát hại công chúa. Nàng ta bày mưu tính kế để vu oan cho Louisa tội mưu sát công chúa và đẩy nàng vào ngục tối. Hoàng tử, ta cho nàng một cơ hội để nói ra tất cả sự thật. Nếu không chịu nói, nàng sẽ mang tội mưu hại công chúa. Không nhận cái chết thì cũng sẽ bị đày đến chốn cùng cực lao dịch. Ta đã hứa sẽ không tiết lộ mọi chuyện với ai. Trời xanh chứng giám, ta không thể thất hứa được. Nếu người đã muốn đưa ta vào chỗ chết thì ta... Nếu vậy, ta cũng không còn lý do gì để giúp nàng nữa. Nàng vì giữ một lời hứa mà cam chịu khổ cực. Nếu nỗi uất của nàng đã không thể kể với ai thì hãy kể với ánh trăng sao đêm nay, nàng sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Ánh trăng tự do ơi, ta phải làm gì đây? Ta vốn là một công chúa ngốc nghếch, sẵn sàng hoán đổi vị trí với hầu gái của mình để có được sự tự do. Nhưng giờ đây... Tức thật, đôi giày đẹp như vậy nhưng lại làm theo cỡ chân của Louisa. Nếu không phải hoàng tử muốn thì hôm nay mình cũng chẳng đi nó làm gì. Nàng nghĩ xem, ta nên làm gì với cô hầu gái của nàng? Chàng hãy giúp em trừng phạt cô ta thật nặng vào. Tốt nhất á là ban cho cô ta cái chết, hoặc không hãy đưa cô ta đi càng xa càng tốt, để cô ta chịu đầy ải lao dịch chẳng hạn. Trời ơi, không, đôi giày, chân của em. Đôi giày này vốn được thiết kế đặc biệt dựa vào cân nặng kích cỡ chân của công chúa, vốn không thể vỡ được. Rất tiếc nàng chỉ là công chúa giả thôi. Không, chàng nói cái gì vậy?
Vậy vết sẹo lớn trên cổ tay phải của công chúa đâu? Người có biết ta chính là cậu bé đã làm tay công chúa bị thương không? Lời nói dối lúc đó của ngươi vốn đã khiến ta nghi ngờ. Sau khi âm thầm điều tra mọi chuyện, ta đã tìm ra lời giải đáp cho tất cả. Ngươi hãy quay về với vị trí của mình đi. Người đâu, bắt lấy kẻ giả mạo này tống vào ngục giam và lập tức đưa công chúa thật về cung. Không, ta mới là công chúa thật mà. Cô ta đã hứa không kể với ai chuyện này. Cô ta nhất định sẽ bị trời phạt. Tại sao chàng lại biết chuyện này? Nàng muốn giữ lời hứa của nàng và nàng hoàn toàn không hề thất hứa. Còn ta cũng chỉ làm mọi chuyện để giữ lời hứa sẽ bảo vệ nàng mà thôi. Nàng không thất hứa và ta cũng vậy. Cuối cùng ta cũng tìm được người mà ta muốn bên cạnh cả đời rồi. Trở về với tình mẹ. Mẹ đừng có ép buộc con. Bình, nghe lời mẹ đi con. Phải học hành đến nơi đến chốn thì mới có công ăn việc làm ổn định con ạ. Con trượt đại học rồi, con không thích học nữa, con muốn đi kiếm tiền. Mày đến có chuyện gì? Có chuyện quan trọng đấy. Với tao, giờ chẳng còn gì quan trọng ngoài tiền hết. Thì là tiền đấy. Thật sao? Như nào? Mày nói đi. Thằng Quân, nó nghe ngóng được chuyến tàu ngày mai, người ta chở hàng nhập khẩu đắt tiền từ nước ngoài về. Nó rủ lên đó, biết đâu chụp được ít đấy. Nhưng mà trộm cắp nhỡ bị bắt thì sao? Cơ hội nghìn năm có một đấy. Mày không tham gia thì quá phí. Mà mày không định kiếm tiền trả nợ, chúng nó lại đến đánh cho chết đấy. Được rồi, mai tao sẽ trả lời mày. Thế nha, mai tao qua. Đánh liều một phen, phen này thành công sẽ có tiền trả nợ. Còn không thì... Bình ơi, nhanh lên, hàng sắp đến rồi. Ừ, đi. Kia, mẹ. Bình, con. Đúng là con rồi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con. Mẹ lên tìm con làm gì, mẹ về đi. Bình, về với mẹ đi con. Nhìn con kìa, có còn ra cái hồn người nữa không? Con không về. Mẫu lên mày, kẻo lỡ mất bây giờ. Mẹ về đi, khi nào con kiếm được tiền, giàu rồi thì con mới về. Giờ con đang bận phải đi làm rồi, mẹ về đi. Từ từ đã con, mẹ mới đang mấy cái áo len cho con. Mùa đông rét mướt lạnh như thế này, con không có áo ấm, cảm lạnh thì sao? Mẹ. Hừ, lắm chuyện quá. Thôi kệ mày, tao đi một mình đây. Mẹ, đường xa, trời thì lạnh, sao mẹ không ở nhà đem áo cho con làm gì? Con lớn rồi, con tự biết lo chứ. Tự lo mà trông gầy gò tiều tụy thế này à? Về nhà đi con. Con không về đâu. Con đã quyết tâm bao giờ có tiền mới về. Thôi mẹ về đi, con còn có việc phải đi gấp nữa. Bình à, con có biết là từ ngày con đi, lòng mẹ ngày nào cũng như lửa đốt không? Chỉ nơm nớp sợ con bị cám dỗ bởi những cái xấu nơi phố thị. Cuộc đời nhiều điều khó lường lắm con ơi. Mẹ à, nhưng mà đợi kiếm được đồng tiền lương thiện thì khó lắm. Khó hay không là do mình. Con lên thành phố, trong tay không có gì thì khó. Vì thế mà cần phải học hành, có kiến thức thì ra đời mới có người cần mình. Về với bố mẹ đi con chưa nghĩ cho con thì hãy nghĩ cho bố mẹ chứ. Con... Trời đang trở gió, lạnh lắm, con mặc cái áo này vào kẻo ốm. Mẹ, con đã bỏ nhà đi rồi, sao mẹ không trách mắng con? Vì con là con của mẹ mà, hương còn không hết, sao lại trách được? Con biết con sống thế nào thì bố mẹ làm sao mà sống yên được. Con về, muốn học đại học thì ôn thi lại, nếu không thì học lấy một cái nghề rồi làm ăn con ạ. Thật lòng con cũng muốn về lâu rồi mẹ ạ. Nhưng con đã sai, con đâu dám về nhà nữa. Có đứa con nào không mắc lỗi với ba mẹ đâu con. Chỉ cần con biết sai và sửa sai là được rồi. Đường học đạo.
tại sao mình đã tìm học nhiều bậc tôn sư như vậy rồi mà không thấy bản thân hơn lên được là bao. Tiểu Cát, Tiểu Cát, có chuyện gì thế sư huynh? Sáng nay đi chợ, huynh nghe người ta nói trên núi Nam Sơn có một vị cao tăng đắc đạo, có thể giải đáp mọi vấn đề trong cuộc sống. Thật vậy sao? Thế thì đệ sẽ lên núi một chuyến xem thế nào. Ừ, chúc đệ may mắn. Để ý kiến được bậc cao tăng, những bậc đá này sẽ không là gì cả. Thưa bác, huynh tôi nghe nói đến một vị cao tăng đắc đạo trên núi này. Ngài đang ở đâu? Hình dung tướng mạo thế nào? Bác có thể chỉ giáo cho tôi đôi điều được không? Trên núi quả là có một vị cao tăng đắc đạo, nhưng tôi không biết chính xác là ở chỗ nào, bởi ngài thường đi khắp nơi. Có người nói ngài Phật quang chiếu sáng, diện mạo thanh tú. Có người nói ngài che giấu mặt mũi, không để người khác nhìn thấy. Vì vậy, không ai có thể nói chính xác được. Cảm ơn bác. Chàng trai, làm ơn cho và xin ít nước. Dạ khát quá. Vâng, cháu có nước đây, mời ông. Ông uống mau đi. Trời đất, ông dùng cái bát nước thế thì lấy đâu nước mà uống? Trần đời thấy ông là có một. Có ngốc thì cũng ngốc vừa thôi chứ. Con người đáng thương kia ơi, cậu đi tầm sư học đạo, biểu hiện rất khiêm nhường. Nhưng lời nói của cậu với người khác như vậy có hợp tâm ý cậu không? Mà một khi đã không hợp thì những thành ý đâu còn nữa. Thành ý đã không còn thì tâm xuất hiện những lỗ hổng rất lớn, làm cậu đi mãi mà không bao giờ tìm được lời giải. Trời, những lời ông lão nói không giống lời của một ông lão ăn xin chút nào. Những ẩn ý sâu xa trong đó khiến mình ngộ ra nhiều điều. Phải chăng ông ấy là vị cao tăng mình đang tìm? Đại sư có phải chính là vị cao tăng mà tiểu nhân đang muốn kiếm tìm bấy lâu không? Đại sư! Đại sư! Nếu cậu không kịp thời khóa lấp đi những lỗ hổng ấy, thì những thứ tốt đẹp trong tâm hồn sẽ rò rỉ hết dần. Hãy nhớ lấy, hỡi chàng trai! Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!